sống với đam mê vươn ra biển lớn mong được phát triển. Chào mọi người, lại là Nắng Gió Tây Nguyên TV, đầy cảm ơn đã ủng hộ video này. Mình chào các bạn chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nhá. Lại là em đây các bạn chị ơi. Thì hôm nay em mời các bạn chị cùng thăm lại cái vườn sầu riêng đằng sau này. Mấy bữa nay thì nó có rụng trái hay không hay là như thế nào nhá. Đây chứ các bạn chị thì trái hôm nay đã to hơn mọi hôm trước rồi nha các bạn chị. Hôm trước em đã chia sẻ cho các bạn chị một tập phim thì tỉa bớt trái, thì hôm nay trái nó đã to hơn rồi các bạn chị đây. Thấy chưa? Thì bây giờ một số vẫn đang còn rụng xin lý nha các bạn chị, cái cành này. Hôm trước là ba trái mà nó còn một trái bây giờ này. Các bạn chị nó tháo mắt này. Thấy chưa? Lại tiếp tục tháo mắt, rụng bớt xin lý nhá. Đây, còn sót lại mấy trái này rụng bớt dần dần nha các chị. Mà bên này này, có trái này bị sâu hay gì đó các chị. Đó. Thì hôm nay em đi ra đây với mục đích là xịt cái đây các anh chị, cái LL này cắt bỏ nhá. Cái trái LL nó chậm phát triển, nó không phát triển luôn á. Nó bị đục mới ấy, nó bị sâu đục cuống trái không các chị này. Sâu hay cái gì đây? Đó. Cây này thì vẫn đang còn giữ nguyên nhá, mới rụng được vài trái thôi các bác chị. Đấy, sang cây bên này. Cây bên này thì nhiều hơn này. Trước em đã tỉa một nhả nhiều rồi nhá. Đấy, tỉa một nhả nhiều đó rồi. Trái hôm nay thì cũng đã to hơn nhiều rồi. Đấy. Đây, trái to này các bác chị, phía trên này. Thấy chưa? Trái đã nhìn to. Nhìn đã chưa? Nhưng mà nó vẫn còn lác đác, thỉnh thoảng vẫn đang rụng nhé. Đây, như cái trái này. Trái này eo phía trên này, là một trái đây các bạn chị. Đây, em tỉa bớt đi nhé. Trái này eo đường nào, sau này nóng eo thì cắt bỏ đi. Cắt, người ta bảo cắt bỏ phần dưới này đấy. Sát này, chưa lấy từ đây lên đây. Là để sau này là nó rút hết chất dinh dưỡng về từ đây là tự động nó tháo nhé. Nghe nói như thế, mình cứ làm như thế thôi. Đấy, nguyên nhân ngày hôm nay em ra và chia sẻ cho các bạn chị xem lại cái cây sầu riêng nó to hơn rồi, nó có rụng hay là còn được bao nhiêu trái, và thứ hai nữa là em muốn chia sẻ đến các bạn chị về cái vấn đề này, cùng nhau để học hỏi nhá. Không biết em làm như thế này có đúng hay không, nếu các bạn chị ấy thì bình luận giúp em với nhá. Đây, mấy bữa trước cái mùi mát, mùi đọt của nó các bạn chị này, là cái mùi mùi giáo á, mùi tim đèn đấy, thì nó chưa bung nhá. Còn hôm nay thì em thấy đã phát hiện là nó bắt đầu là muốn mở lá này các bác chị. Đấy. Thì em ra hỏi người ta tư vấn thì người ta cho cái thuốc về để xịt hạm lại. Đây. Nhưng mà cái này mùi giáo như này các bác chị. Đấy. Những mùi giáo như này. Thì bây giờ hắn đã mở bung ra nhá. Thì em ra tư vấn thì người ta đưa một loại thuốc về để tí nữa em quay cho bác chị cái loại thuốc đó, để xử lý cho nó khỏi nó hạm lại. Đấy, như này là hình như muốn bung sớm, bung quá rồi đấy. Xử lý có kịp nữa không, nhưng mà này bung quá rồi các chị. Đấy, thấy chưa? Lá to rồi đấy. Nên sợ cạnh tranh dinh dưỡng là nó sẽ tháo bỏ hết mấy cái phần trái kia thì chết dở. Đấy. Công cũng chăm sóc được một thời gian rồi mà bây giờ để cho nó rụng hết thì uổng lắm các chị. Thấy chưa? Các chị nhìn thấy ta trái to chưa? Nên là em đã mua thuốc về và em tiến hành sẽ xử lý nhá. Sẵn đây chia sẻ cho các bạn chị xem luôn cái loại thuốc em dùng có đúng hay không, có hợp lý không. Này, như cây này là cây này thì nó bung ra nhiều rồi nhá các bạn chị. Đây này, cái mùi giáo là mùi giáo của nó bây giờ nó to ra các bạn chị này, thấy chưa? Đấy, mùi giáo đã bung, mà cái này mà không chặn lại thì nó bung ra là nuôi chất dinh dưỡng ra ngoài lá này sẽ rụng hết và trái ở trong nhá. Này, thấy chưa? Toàn mùi giáo, bắt đầu hôm trước là mùi nhọn hoắt như cái tim đèn á, nhưng mà hôm nay thì nó đã bung ra này, bung lá ra này, nên em sẽ lấy thuốc về em chặn nó luôn. Đó, trái thì vẫn đang giữ được nhá, nó vẫn giữ nguyên cái số trái đó các bạn chị. Thế bây giờ em sẽ chia sẻ cho các bạn chị xem cái loại thuốc mà em mua về, người ta đưa về đây có đúng không nhá, chặn có hợp lý không, thì có bạn chị nào ấy thì có ý kiến góp tí giùm em với nhá. Ngoài kia thì người ta bây giờ đang thi nhau mua cái mắc ca này các bác chị. Đấy. Em mang cái giống ngoài người ta mua cây mắc ca về trồng. Thì mắc ca thì nó không phải ít xịt thuốc xịt thang để đỡ độc hại.
nên bây giờ bà con lại chuyển sang xu hướng là trồng cây mắc ca để giảm bớt cái lượng thuốc sâu xịt đỡ độc hại con cơ thể con người. Đây một cái bình này em mang ra để em xịt này. Có 3 cây sau vườn thôi nhưng mà ra thì không có bịch nhỏ nha các anh chị. Thì người ta đưa bịch như này, như pha từng này, hai gói này là 40 lít. Nhưng mà của em đây có 3 cây thì cả tầm nửa cái bình thuốc sâu này nha các anh chị. Nửa bình thuốc sâu. Thì em pha chắc cỡ ở này 2 chia đôi. Thì cái này 1/4, 1/4 cứ một gói này 1/4. Là đây người ta đưa có loại cái này có đúng không các bác chị nhá. Các bác chị nào có ý kiến hay thì góp ý giúp em với nhá. Đây là phân bón qua lá này, Calibor này là thuộc dạng là đốt này, đốt lá này các bác chị. Đấy, người ta cho cái hàm lượng này để đốt lá nhá, Calibor. Còn cái đây là phân giống như phân bón lá vi lượng này, 7 này, cộng 5 này, cộng 49 này, cộng TE này các bác chị. Cali siêu bo vi lượng canxi mana gì đấy. Dạng vết giúp cây ra hoa hàng loạt, ra nghịch mùa, chống đụng trái, chống tháo đốt, chống thối, chống nứt trái, giúp trái to và hoạt động. Đấy là cái thành phần cây này. Nên là các bác chị có phải có bỏ những loại này có đúng không hay là sai cách thì mong rằng các bác chị góp ý giúp em với nha. Đấy, bây giờ em sẽ tiến hành vào xịt những loại thuốc này nha các bác chị để hạm bớt lại đọt cho nó khỏi ra cạnh tranh dinh dưỡng để nó trùng trái nhá. Hôm trước có một bác kia thì bác cũng nói thế này là cứ theo định kỳ là cứ tầm tuần chục ngày gì đó thì phun cho nó một lượt, không ra lá thì không ra đọt thì cũng vẫn cứ phun gọi là phun theo định kỳ á để cho nó chặn trước khi là nó bắt đầu là bung cái mùi giáo non. Nhưng mà bây giờ thì cái của em thì có 2 cây đằng sau kia, cây này thì chưa nhé bác chị, cây này chưa thấy có hiện tượng là bung mùi giáo, nó nằm nguyên thì mùi tim đen này. Đây nó nằm nhưng này là mùi tim đen đang còn nằm nguyên chi này, chưa bung gì nhá. Thì xịt cứ 10 ngày xịt lần, 10 ngày xịt lần để cho nó không bung luôn. Nhưng cái của em kia thì bây giờ đã bung rồi thì không biết có ảnh hưởng gì không, bây giờ cứ xịt cái đã nhá. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vào xịt cho các bác chị. Trong này thì em đã bỏ nước sẵn rồi nha các bác chị. Thì bây giờ chỉ có bỏ thuốc bỏ vào rồi tiến hành xịt thôi. Đấy, cái này thì chia làm 1/4. Thì lâu lâu em sẽ tiến hành ra em xịt một lần. Theo như anh kia thì người ta bảo thì cái tầm nửa tháng hoặc 10 ngày gì đó thì cứ chặn một lần theo chu kỳ để cho nó khỏi bung luôn. Cho đến để nó bung rồi thì xử lý lại mệt, nó mất công. Đấy. Bây giờ em sẽ tiến hành chia làm 4 nha các bạn chị. Đây đi. Đợt đầu thì xịt cho nó hơi đậm đậm một xí cũng được. Đấy. Chờ lại đợt mấy đợt sau nhé. Nói chung cứ một lần ra tiệm thuốc thì người ta chỉ mỗi đợt trước lấy về phun da lá thì lấy thuốc khác. Đợt này thì ra bảo chặn hoa thì lại họ lại đưa một loại thuốc khác. Nhưng mà không biết là có đúng hay không như thế nào. Bây giờ mới bắt đầu tập làm cũng chưa có kinh nghiệm. Thì năm nay làm thử rồi sang năm rồi mà được thì mới rút ra được cái kinh nghiệm để mà tiếp tục làm trong công cuộc làm giàu ở Tây Nguyên. Trồng cây làm giàu. Cây tỷ đô đấy, cây sầu riêng đô na đấy. Bây giờ ấy xong rồi tiến hành sẽ sóc vào là mang đi phụt nha các bác chị. Em đây thì 3 cây này nửa bình thôi, nửa bình nó có xịt hết. Chặn trước. Cái này là Calibor này, cung cấp đồng thời Calibor và cho cây trồng giai đoạn bị chuẩn bị ra hoa này, hình thành trái này. Thụ phấn tốt này, tỷ lệ đậu trái này, chống rụng hoa và trùng trái non này, tăng chất lượng trái này. Trâu nhờ vào các cơ chế điều sinh trưởng và tổng hợp này, chống muối hạt lúa này,
đủ kiểu trên đời. Đấy, cứ biết như thế là gọi là đốt lá đi, hình dưng là đốt đọt đi. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành vào em xịt nha các bác chị. Gắp cần là dài vào nha các chị. Cần dài vào là vào xịt nhá. Cái này nó thuộc dạng phân. Phân là nên là em cũng bảo hộ sơ sơ thôi, thì cũng không phải là thuốc sâu, không chỉ thuốc sâu, là một cái áo mưa là được các bác chị. Tiến hành vào em vào em xịt nhé. Này là cái cần nó dài lên là phun lên tới trên được các bác chị. Chỉnh được đồ xa đồ gần. Đấy. Cái này cành của nó là nó rỉa từ bên trong cành cành chín nó ra nó chỉ mắt đầy luôn, nên là phải xịt là kỹ luôn cả phần trong cành của nó nữa nhé. Cái cây này là biểu hiện đi đọt là mạnh nhất nha các bác chị. Đấy, phía trên cao của nó kìa. Đây. Các bác chị nhìn theo. Đây. Đấy, các cái mặt mũi giáo của nó kéo dài ra cả khúc rồi nhá. Và lá bắt đầu là muốn bung ra đấy. Cái này chặn như thế này thì đã muộn quá chưa hay sao các bác chị? Đấy, thì các bác chị nhìn cái mũi giáo này. Nó phát tán như này thì nó buộc nó sẽ phá cái thằng trái bên trong đụng để nó nuôi cái thằng lá bên ngoài, nên là nó cạnh tranh lên trường, nên là phải xử lý cái đọt đi các bác chị. Mà không biết có ảnh hưởng đến cái lá già hay không hay như thế nào không thì cũng chưa rõ nhá, để chờ một thời gian nữa coi thế nào nó có chặn được đọt hay không, và nó có ảnh hưởng đến trái không, rồi nó có ảnh hưởng đến cái lá già hay không nhá. Đấy. Nguyên từ hôm trước thì đã quay cho các bác chị thì là trái nó vẫn đang còn nguyên, bây giờ thì vẫn đang nằm nguyên các bác chị này. Đây, cái cây này này, hay chưa? Nó bị mua giống như bị thúi hay mục gì ấy đâu quá chị này. Đấy. Đen của ấy mà nó bị mục luôn.
tự động nó vặn luôn nhá. Nhưng mà trái này eo này, eo gốc này, nhưng mà hình chung thì nó đều to quả cả. Đấy. Đấy, sẵn hôm nay đi ra chia sẻ để các bác chị thăm lại coi nó có rụng hay là còn được bao nhiêu trái hay là trái to như thế nào, rồi sẵn xịt xử lý cái đốt đọt, gọi là hình thức đây gọi là đốt đọt nhá, cho nó khỏi cằn chăn dinh dưỡng với thằng trái để nó đợi rụng trái nhá các bác chị. Đó, theo như người ta hướng dẫn như thế, chứ còn kỹ thuật em thì chưa có đâu nhá. Em chỉ có làm theo kiểu ai bày đâu chỉ đâu, hoặc là ra hỏi người ta chỉ cho mình cái gì thì về xử lý cái đó thôi, tại vì mới tập làm chưa có kinh nghiệm lắm. Thì cũng chia sẻ cho các bác chị xem giải trí rồi cùng nhau học hỏi rất kinh nghiệm nhá. Có mỗi người có một cái ý kiến, một kinh nghiệm khác nhau, thì mong rằng mọi người, các bác anh chị ủng hộ và chia sẻ để cùng nhau học hỏi về cách làm vườn nhé, làm sầu riêng. Thì em cũng đã xịt xong rồi và cũng đã chia sẻ để các bác chị xem lại cái mấy cái sầu riêng của nhà sau vườn. Rồi em cũng xin phép kết thúc video ở đây nhé. Xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại các bác anh chị ở các tập tiếp theo nhé. Xem coi cái sầu riêng này sau khi xịt cái đốt đọt này thì nó có bị ảnh hưởng đến bộ lá, ảnh hưởng đến cái trái rụng trái hay là ảnh hưởng đến cái phần cây sầu riêng này không nhá. Rồi mời các bác chị cùng xem tiếp tập sau, em sẽ chia sẻ qua nó có ảnh hưởng gì không các bác chị nhá. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bác chị ở các tập tiếp theo.